Bảo Ngọc xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Bảo Ngọc đang ở chỗ bán của khu gì ba đây mọi người. Hôm nay là ngày chủ nhật nhưng mà lúc nãy giờ đến thì hình như là có vẻ là cua bán khá chậm hơn so với thường ngày. Hôm nay thì ba ra trễ hơn so với thường ngày 12 giờ khoảng tầm 10 phút. 12 giờ 10 phút thì ba mới ra. Và lượng khách thì hôm nay cũng ít đó mọi người, mọi người thấy không? Rất là ít khách giờ lẫn ở bên đây luôn. Và quán nước của chị kia thì cũng khá ít người chờ. Biết thì một tuần qua thì mọi người vẫn có theo dõi quá trình bán của chị ba không hả mọi người? Thường ngày thôi mọi người, thì đội ngũ bán thì vẫn gồm có chị ba đã ra rồi, có anh Thảo, chị Vi và chị Bảy thôi. Thì hôm nay thì vào lúc 12 giờ 1 phút thì cũng có là khá đông khách lại rồi. Cũng nhiều hơn lúc nãy khi mà mình đến là vào lúc 12 giờ thì lượng khách ít hơn. Và cũng không biết lý do tại sao là hôm nay là ngày chủ nhật nhưng mà lượng khách bán thì khá là ít tí. Rồi hai con cho cô đó luôn. Thôi 2 3 5 8 9 ngàn cô ơi. 389 khởi 111 ngàn. 364 là cô gạch hết rồi bạn ơi. Con đang hồi nãy các bạn kia hỏi cô gạch hết rồi. Anh kia nói xạo đó là mua lần ba khó luôn. Nửa tiếng các bạn, sau nửa tiếng chút để quá ngon. Còn nhiều lắm bạn. Còn trong đây nữa nè. Thảo Quỳnh hả? Không biết Thảo Quỳnh ơi, nhưng mà giờ kẹt em tới liền đi nha. Chứ để tới 1 giờ chắc anh nghĩ nó hết rồi. 1 giờ nha. Nhậu quá ha. Nhậu. Có dịp thì anh em mình nhậu bữa nha anh em đi. Còn gạch không anh? Còn có không? Dạ còn. Còn gạch không anh? Dạ còn gạch không ạ? Còn gạch anh lấy ăn gạch đi. Mua cua đi anh ơi. Cái tới giùm em đi anh ơi. Đây đây gạch đỏ ha anh nhìn ha. Này bắt chè bán rồi. Đó. Dạ được. Rồi. Con về nha má. Dạ.
Còn mấy con gạch xanh đâu rồi? Có gạch xanh. Chị lấy mấy con gạch xanh ăn kìa chị. Chị ba đưa lại cho. Chị này mua hết luôn á mọi người. Còn 5 con cuối cùng chị mua hết luôn. Cái bà là không ngon. Chị ba lấy rẻ cho kìa chị. Bây giờ là hết cua rồi đó mọi người.
thì ba đang đọc cho khách vị khách cuối cùng mùa năm con cua. Điểm này là 13 giờ thì cua dì ba mới bán hết rồi mọi người, cho nên hôm nay có vẻ là hơi là ế một chút ạ. Dì ba đang bắt những con cua cuối cùng cho khách đó mọi người. Cái chị này mua hết 5 con cua luôn. Dì ba đang kiểu như tư vấn về cách ăn cũng như là cái việc tách ra nhìn thấy gặp như thế nào. Chú hết cua luôn rồi. Chú ơi hết cua luôn rồi chú. Hết cua chú ơi. Đồ của bảy kia bảy, bảy cái lấy đi kìa. Cái này là 2 triệu. Bây giờ nói là 2 triệu.